Đồ xưa mai tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay thì em không có lên đồ gốm hay đồ xưa gì hết cho các chị. Hôm nay thì em mới đem về nguyên một đồ da bò hả chị. Đem về đồ da bò theo cái thị hiếu của khách hàng thì mình đem về thì em bán thử cho coi. Nếu được thì em sẽ nhập những mẫu hàng này về bán. Đây, những cái đồ này là bao các chị, thứ nhất là chủ hàng da bò, thứ hai là giá rất là rẻ luôn chị, giá rất là rẻ luôn. Đây, vừa vô thì em xin giới thiệu đến chị và cô bác là những cái bóp da bò. Những cái bóp da bò này không những là hai mặt nha các anh chị, hai mặt, mặt ngoài và mặt trong, và những cái bên trong này tất cả đều là bằng da bò hết trơn, mà còn cái này là còn đan viền nữa anh chị, còn đan viền nữa, rất là đẹp luôn, có những cái quy hiệu rất là đẹp. Đây, da bò các anh chị, bao cam kết có các anh chị là hàng là chuẩn da bò 100%. Nếu cái này là phát hiện hàng giả thì mình đền gấp 10 lần ha. Đây, một cái bóp như thế này thì em chỉ bán với giá là 150.000 và bao ship đến các anh chị và cô bác kiểm tra hàng thanh toán 150.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, rất là nhiều mẫu bóp luôn. Đây, ví dụ như cái bóp này người ta nói cái bóp gì thì, thổ dân nè. Cái bóp này trên mạng bây giờ nó bán cũng rơi vào 199.000 hoặc 230.000. Thì tại người ta kèm hộp kèm đồ nữa, nhưng mà có cái là cũng chưa chắc là hàng thiệt ha các anh chị, hàng xịn nè. Còn ở đây em cam kết với các anh chị là chuẩn hàng da bò ha, chuẩn xịn. Đây, các anh chị cứ xem. 150.000 bao ship đến các anh chị và cô bác, rất là nhiều mẫu bóp đẹp. Đây, em có bóp nằm ngang và bóp đứng luôn ha các anh chị. Đây, bóp này là bóp đứng bên em đó, rất là đẹp ha các anh chị. Đây đó, các anh chị cứ xem. Đây là quy hiệu, cái này là con đại bàng nè các anh chị. Đây, đẹp bóng đan viền nha các anh chị, tất cả đều là đan viền hết trơn luôn. Đây, một cái bóp như thế này chỉ rơi vào là 150.000 một cái. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là những cái mẫu nón ha, những cái mẫu nón ông địa làm từ ghim và da bò, giải ghim và da bò, hoặc người ta gọi là giải nỉ ha các anh chị. Đây, da bò, đây da bò ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Một cái nón như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 120.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha, chỉ 120.000 bao ship ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, xịn sò các anh chị, rất là xịn luôn. Da bò ghim, giải ghim và da bò. Đây, phía sau đây các anh chị. Đây, thu chốt vô dòm cũng rất là đẹp. 120.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Thì một cái thì là khoảng có 20.000 vậy ha các anh chị, nhưng mà mình bán, nếu mình bán giá rẻ thì bán số lượng thì sẽ có, nói chung là giá thì cô, nói chung là thì mình được sẽ được số tiền rất là lớn. Đây, tiếp đến thì những cái mẫu dây đực bên em đây. Những cái mẫu dây đực bên em thì đang bán với giá là đây 250.000. 250.000 nha các anh chị. Đây. Cái đầu này là bằng đồng nguyên khối luôn nha các anh chị, đồng nguyên khối. Đây, đồng nha. Bao các anh chị là chuẩn da bò, rất là đẹp luôn. Kiểm tra hàng thanh toán 250.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, một cọng dây nịt thương hiệu Levi's, tất cả đều bằng đồng luôn, 250k bao ship ha các anh chị. Đây, bao các anh chị là chuẩn hàng. Đây, nói chung giá nó không cao thật, nhưng mà đồ lại là chất lượng ha các anh chị. Nói chung đỡ hơn mình vô mình shop mình mua những cái này nó rất là cao tiền luôn, 300-400-500 ngàn. Đây, đây, cái này là mẫu dây nịt ông địa nè các anh chị, mẫu dây nịt ông địa. Tất cả cho dưới em những cái sợi dây nịt nha các chị, ghi dây nịt là có tem nhãn nhập đàng hoàng nha. Hàng những cái hàng này là hàng nhập Thái chơi ha các chị, những cái đồ này đồ nhập Thái. Đây, bằng đồng nha các anh chị. Đây, rất là đẹp, rất là xịn sò luôn, không giữ xem. Chuẩn đồng nha chứ không phải là xi đâu nha các anh chị, bằng đồng thiệt nha. Đây, dây nịt ông địa 250.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, em nhiều mẫu lắm các anh chị, cứ xem thích mẫu nào thì cứ liên hệ em. Đây, bao chuẩn hàng. Đây, màu xanh đẹp kinh hồn chưa. Đây, đó. Đây. Đó, 250.000 ha các anh chị. Rồi, tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là những cái mẫu nón ha. Những cái mẫu nón full da luôn, full da luôn. Những cái mẫu này thì nó hơi giá hơi cao tí. Đây. Những cái mẫu nón này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 350.000. 350.000 ha các anh chị. Tại nó giá của nó rơi vào tầm là 300.000 nếu lấy sỉ 10 cái. Đây. 350.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Tất cả đều là full da nha. Đây, lộn trong đây. Đó. Đây. Mẫu đen là các anh chị, mẫu đen là Lucy. Da bò các anh chị, tất cả đều là bằng da bò hết luôn, rất là đẹp nha. Xịn hơn cái nón kim rất là nhiều, bởi vì giá nó cũng rất là cao. Đây, cái nón này các anh chị cứ xem. Đây. Tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Chuẩn hàng mà rất là đẹp, giá lại phải chăng nữa, 350.000 một cái nón như thế này. Đó. Tiếp đến thì đây là em có dép nha các anh chị. Dép này là như đơn giản như cái dép dài này, thì cái đôi dài này các anh chị thì đương nhiên là size nào cũng có anh chị, size nào cũng có. Đây, đôi dài này tất cả đều là bằng chất liệu da bò. Em xin cho luôn đến các anh chị và cô bác với giá là
300 ngàn bao ship đến các chị và cô bác, tất cả đều là da bò, chất liệu da bò ha. Ở trong đây cái đế đó, lông trong đây là các chị, trong đế trong đây cũng là bằng da luôn, bằng da bò luôn. Đây anh chị cứ xem rất là đẹp luôn. 300 ngàn thôi các anh chị, bao ship đến các chị và cô bác, cứ thanh nhận hàng và thanh toán ha, kiểm tra hàng thanh toán. Thứ hai thì xin lên cho các chị và cô bác là một cái đôi dép đây, đây một cái đôi dép da bò xịn sò, 250 ngàn bao ship, 250 ngàn cho đôi dép như thế này, các anh chị cứ xem, đó, 250 ngàn ha các anh chị. Những đôi dép quay ngang cái này là hơ mạc nha các anh chị, với giá là 250 ngàn. Còn dép tôi dài da này thì 300 ngàn thôi, cũng rất là rẻ luôn. Các anh chị có thích món nào thì cứ comment inbox em qua số điện thoại 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác ạ.